tiên thì em chưa có biết nhiều về code, em bị rớt. Sau đó em cảm thấy rất là thích, bởi vì nhất mình được khai sáng ra. Từ đó em bắt đầu học hành để mày hơn, em có quyết định quay lại phòng bút một lần nữa. Khi ở nước ngoài thì nó tự build mấy cái library riêng, rồi nó tự làm những thứ riêng, rồi nó lên cộng đồng như GitHub ở trong mọi người sai. Thì bên công ty mình thì nó rất là có tiềm năng để làm được cái chuyện đó. Có sự hòa hợp lẫn nhau giữa các anh chị với lại tụi em. Bất cứ ý kiến nào của em cũng được các anh lớn phản hồi rất là thoải mái. Làm về các cái kiến trúc của một phần mềm, rồi cái kiến trúc về để deploy server, rồi DevOps, rồi database nó như thế nào, các luồng sự kiện nó chạy. Hồi xưa thì em học trong trường có Git cũng có Scrum cũng có, nhưng mà em không nghĩ nó cần thiết. Nhưng mà khi mà vô đây em học lại thì em lại thấy wow, hồi xưa tại sao mình không nghĩ nó lại cần thiết. Thế nên khi mà bắt đầu mà mình chạy Scrum, chạy Sprint, bắt đầu dùng Git, rồi mình thấy thực sự là cái này là rất là hiệu quả cho công việc. Bên web thì viết bằng Golang, còn frontend thì viết bằng React. Kỳ thực tập này cho em một cái nền khá là vững chắc để em có thể tiếp tục và đào sâu thêm những mảng mà em muốn. Em có được như là kinh nghiệm hoạt động thực tế và những cách mà làm việc chung với mọi người, chứ không phải là làm việc riêng nữa. Em học được cách làm việc nhóm, rồi từ các việc chỉnh chu trong cái từng cái câu code nữa, mình cộng phải xây dựng cái kiến trúc đó nữa, thì cái đó là em tiếp tục bây giờ là công ty cũng nhận thấy cái đó mới là cái quan trọng. Em được thử ví dụ như người bắt em về DevOps, tức là web, cho thử nhiều role để mình biết được mình thích hợp với nhau hơn. Em càng cũng có được cái định hướng bắt em của em. Rất là thân thiện, em rất là nhanh hỏi mọi người thôi. Em đã mà đang nói rồi hả? Quốc Anh.